Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, từ ngày 19 tháng 1, 4 bệnh viện giả chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, 5, 10 và Củ Chi sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị y tế trên địa bàn về việc sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện giả chiến thu dung điều trị COVID-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Sở Y tế cho biết, Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, số ca mắc mới và số ca tử vong tiếp tục giảm. Hiện tại, số lượng người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện giả chiến thành phố chiếm khoảng 10-30% công suất giường bệnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Từ ngày 19 tháng 1, 4 bệnh viện giải chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, 5, 10 và Củ Chi sẽ tạm ngân hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Cùng đó, nhân viên y tế, nhân viên khác đang công tác tại các bệnh viện này tạm thời trở về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc đơn vị chủ quản. Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong vòng 24 giờ khi Sở Y tế chỉ đạo kích hoạt lại. Đồng thời phân công trực gác, bảo quản tài sản. Ngoài ra, các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện nếu đủ điều kiện xuất viện thì cho xuất viện, trường hợp nào cần tiếp tục điều trị sẽ được chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19 khác trên địa bàn. Đối với các bệnh viện giả chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đáng, Sở Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện căn cứ tình hình người bệnh thực tế, xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế, luân phiên đến công tác tại bệnh viện từ nay đến ngày 15 tháng 2. Các bệnh viện báo cáo kế hoạch này về Sở trước ngày 18 tháng 1. Đối với Bệnh viện Giải chiến Thu Dung điều trị COVID-19 số 12 là đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận điều trị chăm sóc người nhập cảnh dương tính, người nhiễm biến chủng Omicron. Sở sẽ điều động bổ sung nhân viên y tế từ các bệnh viện trên địa bàn đến luân phiên hỗ trợ.